Hôm nay, đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2022 tại Ban Dân tộc thành phố. Ban Dân tộc hiện có 15 cán bộ công chức. Ban đã giảm 2 đầu mối, từ 5 phòng chuyên môn giảm còn 3 phòng gồm văn phòng thanh tra và phòng chính sách tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc đã xử lý 1.691 văn bản đến, 276 văn bản đi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đạt hơn 74%, 100% lãnh đạo ban tham gia chữ ký số trên phần mềm. Hiện nay, Ban Dân tộc có 2 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 2, chưa có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Dân tộc cập nhật thông tin niêm yết đường dây nóng cải cách hành chính, sớm cử công chức phụ trách văn thư lưu trữ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng theo quy định, quan tâm hơn đến công tác kiểm tra rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung thêm thông tin trên bản niêm yết của cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị.